Hello, xin mến chào tất cả anh em. Ngày hôm nay thì theo nhu cầu của rất là nhiều các bác khách hàng của bên em gọi điện hướng dẫn anh về cách kết nối một bộ dàn em nhé, một bộ dàn karaoke gia đình hoặc là một bộ dàn sự kiện mà không có mixer em nhé. Thì như các bác có nói là nhà anh là có một bộ mic này, một con vang cơ này, một lọc xì này, một lân tiếng này, một con cốt 223N này và một con chiêng nguồn này. Ở dưới thì anh có chơi ra là một cục đẩy 4 kênh để đánh full và một cục đẩy 2 kênh để đánh súp anh em nhé. Thì đây là tổng, ở đây anh em có thể thấy đây, tổng đây nó sẽ là 8 món anh em nhé, 8 món. Thì để kết nối và ghép nối những cái bộ dàn như thế này, bộ dàn máy thế này thì anh em phải tối thiểu chúng ta phải sử dụng chuẩn bị cho em là 5 cặp giắc ca lông này anh em nhé, 5 cặp giắc ca lông này, ok chưa? Thì kết nối cái này thì nó rất đơn giản thôi, kết nối nó rất là nhanh gọn anh em nhé, và cho ra một chất âm chuẩn nhất, hay nhất. Thì bình thường ấy thì bên em hay kết nối là từ mic ấy, vang và lọc xì, từ lọc xì xuống lưng tiếng, từ lưng tiếng xuống crossover, thì từ crossover sẽ chia ra hai đường chơi full và hai đường xuống cục đẩy hai kênh để chơi súp. Thì ok, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào đằng sau thì em sẽ hướng dẫn tất cả các bác cách kết nối một bộ dàn khủng như thế này anh em nhé. Đây là một bộ dàn quá khủng luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay sang mặt đằng sau. Và đây là mặt đằng sau của bộ dàn máy. Em đang quay đây, em có thể thấy bộ dàn máy này nó quá khủng luôn đúng không ạ? Nó rất là cao và nhìn nó rất là ngầu em nhé. Đó, phải quay gần này. Đây là mic anh em nhé, mic này. Đấy, vang này. Từ vang sẽ kết nối xuống lọc xì này. Đấy, lưng tiếng này, crossover này, một con chiêng nguồn này. Ok chưa? Và đây là cục đẩy 4 kênh này. Đấy, nó sẽ chơi ra 4 loa riêng biệt anh em nhé. Xuống đây là một cục đẩy 2 kênh đánh súp này. Ok chưa? Đó, phải quay như thế này thì anh em nhìn mới rõ này. Ok chưa? Quay xa thế này thì sẽ nhìn tổng thể anh em nhé. Thì sẽ nhìn tổng thể. Còn quay gần này thì chúng ta sẽ nhìn rõ. Thì ok, bây giờ sẽ kết nối là chúng ta sẽ kết nối là từ cổng mic này. Anh em thấy đầu thu của mic là bao giờ có rắc 6 ly anh em nhé. Đấy, chúng ta sẽ cắm vào đằng sau của con vang này. Ok chưa? Điện nguồn này sẽ cắm vào đây nhé. Đó, rất đơn giản thôi, cái đấy sẽ cắm sau. Đó, như vậy là xong, từ mic xuống vang này. Ok chưa? Tiếp đến này, ở trên con vang nào nó có cổng output RL em nhé, hoặc là cổng red và cổng rai đấy. Thì đây em vắt cái dây cho nó gọn. Đấy, chúng ta sẽ cắm vào, lấy một cặp dây ca lông cắm vào cổng red và rai ở trên con vang. Ok chưa? Đó, ok chưa? Hai đầu dây còn lại em nhé. Đấy, khi cắm xong rồi hai đầu còn dây còn lại, chúng ta sẽ cắm vào con lọc xì, vào hai đường input của con lọc xì em nhé. Lưu ý nhé, cắm đúng vào hai đường input. Chúng ta có thể sử dụng bằng jack ca lông hoặc jack 6 ly đều được. Ở đây chúng ta thấy đây, con lọc xì 231 nó đều có jack 6 ly, anh em để cắm vào lỗ này được. Hoặc là cắm bằng đây, em sử dụng jack ca lông nó sẽ chuyên nghiệp hơn. Vậy là từ đấy, từ con vang này, từ con vang này kết nối xuống đấy, lọc xì đã là xong đúng không ạ? Tiếp đến chúng ta lại lấy một cặp dây ca lông nữa, anh em sẽ cắm cho em từ hai đường output. Đó, hai đường output của con lọc xì này anh em nhé, output. Ok chưa? Đấy, lưu ý là cắm chặt vào, nghe tạch một cái là ok. Ok chưa? Từ hai đường output của con lọc xì, khi anh em cắm vào rồi thì còn thừa hai đầu còn lại đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta sẽ cắm vào hai đường input của con nâng tiếng. Đây là hai đường input nhé, của con nâng tiếng. Con nào nó đánh dấu chữ in đây. Đấy. Ok chưa? Đó, như này là từ lọc xì này. Đó, từ lọc xì xuống nâng tiếng đã là xong rồi đúng không ạ? Đấy, em sẽ vắt lên để cho nó nhìn nó đỡ vướng. Đây. Và tiếp đến này, ở trên con lưng tiếng này nhá, thì nó sẽ còn chừa ra hai đường output đúng không ạ? Đây, hai đường output. Anh em nhìn rõ nhá. Đây em sẽ quay gần cho tất cả các bác cùng xem. Đó, hai đường output này, bên này là input thôi. Chúng ta sẽ cắm vào hai đường output của con lưng tiếng thôi. Lấy thêm một cặp dây ca lông nữa. Đó, cắm thêm cái đường này nữa là. Đó, như vậy là từ hai đường output của lưng tiếng chúng ta đã cắm xong. Đúng không ạ? Hai đầu còn lại anh em sẽ cắm vào hai đường, đây hai đường input của con cốt. Con cốt này nó có cái rắc sắt này này, nó là đường input này, nó sẽ hai cổng input nhé. Đấy, cắm tạch vào xong này.
ok chưa? Bên này cũng vậy. Đó, thế là xong. Các bác nhìn rõ chưa? Đấy, từ hai đường output của con lưng tiếng sẽ cắm vào hai đường input. Đấy, sẽ cắm vào hai đường input của con cốt, ok chưa? Đó, cắm vào hai đường này nhá. Rất là rõ ràng rồi. Sẽ vắt dây sang một bên. Đấy, để cho nó gọn, để anh em nhìn cho nó dễ này. Anh em xem kỹ nhé, thì sẽ kết nối được thôi, rất đơn giản. Lấy thêm một cặp dây cao lông nữa thì cặp này sẽ đánh full em nhé. Đấy, sẽ đánh full. Thì chúng ta trên con cốt này, con cốt 23XL nó sẽ có cổng 2 này, đúng không ạ? Thường khi anh em mua em đánh dấu hết rồi, có cổng 2 này, cổng mid now đánh súp anh em nhé. Ở bên này cũng vậy này, nó có cổng 2 này, cổng mid now này. Thì đây. Đó, đây nó cổng lao này, cổng cổng 2 này. Đấy, cổng 2 đây anh em nhé. Ok chưa? Đó, thì bây giờ sẽ cắm cổng 2 trước để đánh full. Đó, cái này sẽ đánh ra loa full này. Đấy, cắm vào cổng 2. Đó, đây là cắm vào cổng 2 anh em nhé. Cổng 2 này sẽ chơi loa full này. Ok chưa? Đây là từ cái con đấy, từ cái con cốt này. Đấy. Hai đầu còn lại thì anh em sẽ cắm cho em vào cổng AB của cục đẩy. Đấy, cổng AB cục đẩy 4 kênh nhé. Ok chưa? Như vậy là sẽ ra được hai loa full rồi này. Anh em mà muốn chơi ra 4 loa thì chúng ta, một là chúng ta sẽ gạt parallel ở trên cái cục đẩy này anh em nhé. Hai, một là gạt parallel, hai là trên cái cục đẩy này, ví dụ như cục đẩy này nó có cổng linh. Anh em thấy đây. Ở dưới đây nó có cổng linh anh em nhé. Đấy, có cổng linh này. Thì anh em sẽ linh cho em từ hai cổng AB linh đến cổng CD. Thì sẽ lấy một cái cổng sẽ lấy một cái cặp dây ca lông. Em sẽ linh ra thì sẽ chơi ra 4 loa riêng biệt từ cổng AB. Đấy, cắm vào cổng linh. Ok chưa? Và sẽ cắm lên cổng CD. Video này em sẽ làm chậm để cho tất cả anh em chúng ta sẽ làm tới đâu chắc chắn tới đấy nhé. Như vậy là sẽ ra là 4 loa riêng biệt rồi, đúng không ạ? Đó, như vậy là đã xong rồi, đúng không ạ? Nhiệm vụ còn lại là anh em muốn chơi súp đúng không ạ? Muốn đánh súp đúng không ạ? Thì cổng súp chúng ta sẽ lấy một cặp dây cao lông, anh em sẽ cắm vào cho em vào cổng cổng mid. Đấy. Cổng mid, cổng lao này, đánh súp của con cốt, ok chưa? Cắm vào hai đường nhá. Đấy. Đây, cắm vào một đường rồi, còn một đường nữa đây. Ok chưa? Đó, như vậy là xong, hai đường còn lại. Đây, còn chừa hai dây nhá. Đấy, đây là từ cái cổng đánh súp này, anh em thấy không? Thì hai dây còn lại anh em sẽ cắm cho em vào cái cổng input của cái cục đẩy, hai cổng input của cục đẩy hai kênh này thôi. Đó, thế là xong. Rất đơn giản đúng không ạ? Đấy, và dây loa. Đấy, anh em sẽ cắm dây loa vào. Ở đây sẽ cắm ra 4 loa riêng biệt luôn. Đây là loa này. Đấy. Ok chưa? Tiếp theo bên này sẽ là loa nữa này. Đấy, hai loa nữa này. Ok chưa? Đây là dây loa anh em nhé. Và dây súp. Đây, dây súp đây. Em sẽ cắm cổng súp vào. Sử dụng bằng cái rắc liêu chích này em làm cho nó nhanh nhé. Em không sử dụng cầu xoắn. Đấy, sử dụng cầu xoắn nó sẽ chắc chắn hơn. Ok chưa? Đó, như này là ra hai loa súp này. Này là ra 4 loa full này. Đấy. Như vậy là xong. Thì nhiệm vụ còn lại là anh em chỉ việc cắm dây nguồn này vào thôi. Đấy, đây em sẽ cắm dây nguồn vào hết. Đấy, dây nguồn thì cắm dễ rồi đúng không ạ? Ai cũng cắm được. Đấy. Đấy, dây nguồn này rất là đơn giản. Nhạc vào thì anh em lưu ý nhé. Chúng ta sẽ cắm vào cái con vang. Đấy. Ở đây thì cắm nốt sang cái con vang này nữa. Đấy, nhạc vào thì ở đây anh em sẽ cắm vào cổng AUX1 của con vang đây. Đấy, lấy cái dây 3.5 AV lấy nhạc từ máy tính. Ok chưa? Em sẽ cắm vào. Đó, ok chưa? Và điện nguồn của ở đây thì em sẽ test nhạc luôn nhá. Đấy, thì cắm nên lấy cái dây ấy cắm đẩy luôn. Đấy, cắm vào cái chương nguồn này luôn. Đấy, cái dây đẩy đây. Đấy, đẩy hai kênh mới đẩy 4 kênh, cắm vào cái chương nguồn này luôn. Đấy, đây sẽ cắm, anh em thấy không? Nó quá lằng ngoằng luôn. Đấy, khi mà cắm xong mà để thế này thì nó như là màng nhện luôn đúng không ạ?
Đấy. Như mảng nhện luôn đúng không ạ? Đấy, ok chưa? Nhìn nó quá là gấu đúng không ạ? Thế này thì đúng là nhìn nó hoảng luôn. Đó, đây là kết nối 8 thiết bị anh em nhé. Ok chưa? Và đây. Đó, đây là mặt đằng sau. Đấy, mặt đằng sau của bộ dàn này. Ok chưa? Nó cắm cho anh điện nguồn vào, điện kia. Đấy. Đây. Ở đây thì vừa rồi em có kê sát ra anh em nhé. Kê sát ra để cho anh em quan sát cho nó dễ thôi. Đây, sẽ mở một cái bản nhạc ấy. Ở đây thì anh em có thể thấy đây. Đây là mic này. À, mic này em không cần nhé. Mic này thì thôi. Đấy, kết nối là như thế là ok rồi. Đấy. Và đây luôn này cho cái trắng này nó ấy ra cái nhìn nó đỡ vướng. Đấy. Để kê lại anh em nhé, nhìn cho nó đàng hoàng một chút. Đấy, vừa rồi em đấy cái này em kê để chống xước thôi. Đấy, kê để chống xước. Đấy, vừa rồi em ấy lại đằng sau để nhìn cho nó đỡ vướng. Đấy, ok. Đấy, và kéo lại, kéo lui về mặt trước một chút được. Đây kéo lui về đây, nhìn kéo cả quản lý nguồn nhá. Đấy. Ok, thôi được rồi, để đấy thôi. Đấy, rồi. Bây giờ chỉ cần test nhạc. Khi mở nhạc lên này, em thấy không? Đã có tín hiệu nhạc vào rồi này. Đã có tín hiệu nhạc vào rồi em nhá. Ok chưa? Đã có tín hiệu nhạc vào rồi. Thì sẽ bật công tắc của đẩy lên này. Đẩy này sẽ đánh full em nhá. Cục đẩy 4 kênh này sẽ đánh full này. Cục đẩy 2 kênh này em sẽ bật lên đánh súp nhá. Đấy, con này đánh súp nó rất là khủng luôn. Ở đây test luôn. Bộ này thì coi như là bộ sự kiện rồi. Chỉ thêm mỗi cái bản mixer kia nữa thôi là ngon luôn. Ok chưa? Đấy. Và bây giờ em sẽ mở nhạc lên này. Đấy. Ok chưa? Chưa có nhạc thì chúng ta vặn ở trên con vang này lên. Ok chưa? Có nhạc chưa? Có nhạc rồi đúng không ạ? Đó, đây sẽ mở từng kênh một này. Kênh 1 này. Ok chưa? Kênh 2 này. Ok chưa? Kênh 3 này. Ok chưa? Kênh 4 này. 4 loa riêng biệt anh em nhé. Ok chưa? Đây là phần loa này. Quá đa đúng không ạ? Ok chưa? Anh em thấy ok chưa? Giờ thì sẽ tắt loa full này đi này. Sẽ mở sang loa súp này. Đó, súp đánh quá khủng luôn, anh em thấy không? Đó, đây là một kênh này đánh quả súp nhá. Kênh 2 đánh quả súp nữa này. Ui, rung hết nhà luôn. Ok chưa? Đó, đây là loa súp này. Ok chưa? Con này cắt súp rất là gọn này. Giảm súp đi này. Đó, ok chưa? Đây là phần tắt súp này. Tăng âm lượng của súp lên này. Ở ngay con cốt này anh em nhá. Ok chưa? Tăng lên này. Quá gấu đúng không ạ? Và em sẽ tăng full lên này. Ok chưa? Con này chúng ta có thể mở to nhỏ ở ngay đấy, ngay trên con lưng tiếng này được hoặc là con cốt này được. Ok chưa? Đấy, rất là hay. Đấy, kể cả là sử dụng ngay trên lưng tiếng này, tăng bát tăng chiếc ở trên con lưng tiếng cũng được rồi. Hoặc là anh em có thể tăng bát tăng chiếc. Đó, tăng bát tăng chiếc ngay con lọc xì đấy được nhá. Ok chưa? Tăng bát ngay trên con lọc xì được. Nghe rất là đã tai đúng không luôn.
luôn ở trên cái con cốt này em nhé. Và cái cách kết nối thế này thì anh em có thể chỉnh bát chét ở trên vang cũng được, ở trên con nọc xì cũng được, ở trên con lưng tiến cũng được, ok cho to nhỏ cắt súp ở trên con cốt này thì quá hay rồi. Đó, thì ngày hôm nay thì em có làm cái video rất là chi tiết em nhé, video rất là chi tiết để hướng dẫn anh em kết nối một bộ dàn nó khủng như thế này, anh em thấy không? Một bộ dàn này nó quá là gấu luôn này, em phải kê nó nuôi ra này, anh em thấy hàng này thì quá chất luôn anh em nhé. Thì các bác có như thế nào, anh em có thể nhắn tin phản hồi và các bác có thể góp ý comment ở bên dưới. Thì ok, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo ạ.